Thưa quý vị và các bạn, huyện Krông-pa hiện đang là địa phương đứng thứ 5 của tỉnh Gia Lai về ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về phòng chống dịch bệnh, thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế Krông-pa chú tâm thực hiện đó chính là nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ngay tại cơ sở. 49 trên 77 thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Krông-pa đều đã ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết với gần 60 ổ dịch, trong đó địa phương hiện có 15 ổ dịch đang hoạt động mạnh với số ca mắc tăng nhanh trong vòng một tháng qua, chiếm 41% trong tổng số 400 ca mắc của toàn huyện từ đầu năm đến nay. Vì vậy, địa phương đã rất chú trọng trong công tác nâng cao năng lực điều trị cho người bệnh ngay tại địa phương. Đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế và cũng đã tổ chức tiếp nhận bệnh nhân tại khoa nội di nhiễm để mà điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, chuẩn bị các trang thiết bị thuốc cần thiết để phục vụ trong các công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết tại đơn vị. Mỗi ngày trung tâm y tế huyện Krông-pa tiếp nhận và điều trị khoảng 40 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và hầu hết những bệnh nhân đến đây đều được điều trị khỏi và xuất viện, chưa có trường hợp nào phải chuyển lên tuyến trên. Mình bị sốt xuất huyết ngày 26 tháng 8 phải vào bệnh viện điều trị, được bác sĩ chăm sóc nên sức khỏe cũng đỡ rồi, không sốt cao như mấy bữa nữa. Còn mình mới bị sốt xuất huyết phải vào viện nhưng giờ cháu khỏi và về nhà rồi. Mình thấy nhiều người bị đau nằm ở trung tâm y tế huyện cũng tốt mà. Đi lên bệnh viện tỉnh thì xa lắm. Không chỉ nâng cao năng lực điều trị cho các bệnh nhân mà ngành y tế huyện Krông-pa còn tích cực thông tin về tình trạng của bệnh nhân về từng trạm y tế để dễ dàng trong việc quản lý và tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức phòng chống dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm tới giờ là số ca sốt xuất huyết là mắc là tới 106 ca. Những đối tượng này là đi xét nghiệm ở trung tâm y tế, xong là trung tâm y tế sẽ báo về xã để xã ghi nhận để quản lý đi giám sát tại nhà, với lại hướng dẫn những bệnh nhân vào dọn vệ sinh rồi phát quang nhà cửa rồi phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Trong khi bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị, kháng sinh điều trị, thì việc người bệnh được phát hiện sớm và chăm sóc thích hợp là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, nếu như các cơ sở y tế đều nâng cao năng lực điều trị ngay từ dưới cơ sở, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sẽ hạn chế tối đa ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh như hiện nay, cũng như giúp kiểm soát được bệnh truyền nhiễm, không để dịch chồng dịch.